À, thưa các bạn trên kênh youtube của kt audio đã lâu à, tôi à, vì bận công việc cho nên là chưa làm video mới để à, giao lưu cùng các bạn hôm nay quay trở lại tôi à, sẽ có một cái video về nâng cấp bộ phân tần các bạn thấy là đây là hai cái phân tần của cái loa bw loa BW và cái loa này thì nó được sản xuất vào năm 1993 mà cụ thể là đây các bạn có thể thấy là đây ở trên cái trên bảng phân tần này nó có cái tem đây nó ghi tested ngày mùng 8 tháng 4 năm 1993. Đó. tính đến nay năm 2024 thì cái bộ phân tần này ở trong cái đôi loa này là đã được như vậy là hơn 30 năm rồi. Hơn 30 năm. À, với một con người hơn 30 hơn 30 tuổi là một cái tuổi đang rất đẹp và đầy năng lực thì ông loa này và bộ phân tần này đã trở nên khá là sập sệ Đấy, các bạn nhìn thấy. Đấy, những cái con tụ này là đều là tụ hóa và tụ hóa mà sau 30 năm thì có thể nói rằng là để không nó cũng kém chất lượng chứ còn chưa nói gì còn được sử dụng nữa. Bằng chứng là các bạn có thể nhìn thấy tất cả các cái đầu tụ hóa nó đều bị sùi cái hóa chất ra hóa chất nó thẩm thấu qua và nó trở nên sùi ra màu trắng đây các bạn nhìn thấy đây, đây đây ở các cái đầu này đây các bạn nhìn thấy đặc biệt là cái con tụ này thì nó sùi khủng khiếp đây tôi quay gần cho các bạn xem đây con tụ này đấy các bạn nhìn thấy không? hóa chất nó sùi ra như thế này thì tụ làm sao mà đảm bảo được chất lượng nữa điện dung cũng thay đổi chất lượng cũng thay đổi và do đó chắc chắn là tần số cắt cũng như các cái tham số hoạt động của loa nó cũng không còn được chuẩn mực nữa đấy như vậy tức là đây là đôi loa BW do nước Anh sản xuất và cái 10 cái con tụ ở trên bo mạch này mỗi mỗi bo mạch là 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 năm con tụ thì 10 cái con tụ này vào thời điểm đó có lẽ là để tiết kiệm chi phí cho nên người ta đều dùng cái loại tụ Benix bipolar tức là tụ không phân cực nhưng là tụ hóa và nhắc lại với các bạn là tụ hóa thì cái phần điện môi bên trong của nó ấy là hóa chất cho nên là cái hóa chất này nó lâu ngày nó có thể bị khô nó có thể bị dò gì có thể gây ra cái hiện tượng sùi đây và cái điện dung nó sẽ thay đổi chất lượng tụ các cái tham số về tụ về điện dung về điện trở nối tiếp tương đương esr rồi cái tốc độ phóng nạp nó sẽ hoàn toàn thay đổi, cho nên bảo là tại sao các loa cũ nó nghe nó không hay là vì như vậy. Thực ra các cái uh, giá trị của các cái cuộn cảm, ví dụ đây những cái cuộn mà bọc màu màu, màu da cam, màu xanh hay là các cái cuộn đây, dây đồng đây, thì nó không thay đổi theo thời gian hoặc thay đổi cực kỳ không đáng kể, cho nên chúng ta không cần phải thay những cuộn cảm này. Lưu với các bạn là nếu không có nhiều chi phí thì các bạn không cần đầu tư thay những cuộn cảm này đâu hay là những cái con điện trở xứ màu trắng này cũng không cần thay vì thực ra giá trị của nó không thay đổi chúng ta chỉ cần thay các con tụ này thôi còn tất nhiên là ở những cái đôi loa đắt tiền những cái đôi loa mà có thể nói là đắt tiền hoặc những bạn cầu kỳ thì chúng ta có điều kiện chúng ta có thể thay luôn cả những cuộn cảm này bởi vì những cái cuộn cảm này là những cái cuộn cảm mà ngày nay nó có nhiều cái cuộn cảm chất lượng cao rất nhiều ví dụ cuộn cảm cái lõi là lõi không khí rồi cái lá đồng rồi cái đường kính cái cuộn dây nó to thì nó sẽ cái 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 điện trở thuần của của cái cuộn dây cuộn cảm này này nó thấp thì loa sẽ kêu tốt hơn nó đỡ bị cản trở dòng điện tuy nhiên là trong cái điều kiện hạn hẹp về kinh phí thì tôi khuyên các bạn là chỉ cần thay các con tụ này thôi nhé không cần phải thay cuộn cảm và và các cái điện trở này thì chất lượng âm thanh cũng sẽ được cải thiện rõ rệt rồi Đấy. không phải ai cái khả năng tài chính cũng như nhau Đấy. À, để mà gỡ được hai cái hai cái bo mạch này ra thì các bạn thấy rằng là hai cái bo mạch này nó gắn vào cái thùng gỗ và các cái con vít đây tôi cho các bạn xem các cái con vít tôi tháo đây nó dỉ nó dỉ như thế này nó dỉ xét như thế này đây nó dỉ xét đây tất cả nó sét như thế này tôi không vặn bằng tua nơ vít được không vặn được mà tôi phải dùng máy khoan tôi khoan các cái lỗ xung quanh nó sau đó thì tôi mới vặn được có nghĩa là phải chấp nhận là phá cái 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 bo mạch đi đi một chút tất nhiên cái này nó không ảnh hưởng gì nó chỉ là cái miếng phít thôi nhưng mà nhìn nó sẽ xấu đi tôi phải khoan xung quanh thì mới có thể vặn được những cái con ốc mà nó đây nó dỉ xét như thế này Đấy. cho nên tôi nói các bạn là đến cái con ốc sau 30 năm mà nó còn dỉ xét như thế này Thì Chất lượng tổng thể Của những cái con tụ hóa rồi các cái thành phần của loa ấy, là cần phải bảo dưỡng lại Đây là tôi bảo dưỡng lại Cái đôi loa này Đấy. Thế thì để mà thay thế các cái con tụ Hóa này Thì bây giờ đương nhiên Tôi sẽ sử dụng Các loại tụ Không phải là tụ hóa nữa mà tôi sẽ sử dụng tụ polypropylene À, cái loại tụ đời mới bây giờ cái tụ polypropylene thì nó có ưu điểm đặc biệt là để lâu theo thời gian nó cũng không có bị suy giảm chất lượng như tụ hóa tất nhiên cái gì chả có cái gì mà vĩnh viễn cả nhưng mà cái thời gian suy giảm chất lượng của nó rất là lâu có thể đến bốn năm mươi năm hoặc lâu hơn nữa và một cái điểm nữa là tụ polypropylene thì cái các cái tham số về điện của cái tụ ấy nó sẽ tốt hơn là tụ hóa và tất nhiên bên cạnh đó thì nó sẽ đắt tiền hơn. Tuy nhiên là vào thời điểm hiện nay thì cái việc đầu tư những cái tụ polypropylene cũng không phải là quá đắt đỏ gì. Đấy. Thế thì tất nhiên là tùy theo kinh phí của từng bạn hoặc là tùy theo giá trị của cái loa. Ví dụ như cái cặp loa này, cái giá trị của nó cũng không phải là cao đâu đó khoảng chừng 30 triệu gì đó, chưa đến 30 triệu. Thì tôi đã kê cho người khách hàng, đây tôi kê, ví dụ tôi kê đây là tụ loa bát thì có những phương án, hai phương án như thế này tụ loa chung thì nó có hai tụ cho nên tôi sẽ đưa ra rất nhiều phương án như này rồi tụ loa tép cũng thế, đây tụ loa tép thì có rất nhiều phương án. Ứng với mỗi phương án thì nó sẽ có cái số tiền tương đương. Và ở những cái loại tụ này tôi phân biệt rất rõ là tụ nào là tụ thường, có thể chọn chất lượng loại bình thường. Đây ví dụ loại thường đây. Đấy. Rồi cái nào phải chọn chất lượng tốt thì tôi ghi rất rõ. Đây là thường, đây là tốt, đây là tốt. Tụ tốt có nghĩa là gì? À, có nghĩa là cái cái tụ mà nó nằm trên đường tín hiệu đây tôi còn ngồi tôi vẽ lại cái sơ đồ của cái mạch phân tần này để tôi tôi tôi, tôi uh, cho hạ, cái người khách hàng ấy, một cái sự lựa chọn đấy ví dụ những cái tụ chẳng hạn như là tụ cho tôi nói lấy đơn cử là cái mạch lọc này cho loa tép này thì hai con tụ này là tín hiệu tiếng cao có đi qua cho nên mình phải dùng tụ chất lượng tốt bởi vì là hai con tụ này nó quyết định đến cái chất lượng âm thanh À, cái màu âm của của cái loa tép là nó quyết định bởi màu âm của hai con tụ này đối với loa chung chẳng hạn lên mạch loa chung thì cái con tụ này là cái con tụ mà tín hiệu đi qua và vào loa chung cho nên cũng phải là chọn con tụ chất lượng tốt thế nhưng mà ví dụ cái con tụ này là cái tụ ở cái mạch lọc song song thì con tụ này tín hiệu nó không trực tiếp đi qua cái tụ này cho nên mình có thể chọn cái con tụ này cũng là polypropylene nhưng mà chỉ cần đạt yêu cầu là tốc độ phóng nạp cao rồi điện trở nối tiếp Ờ, tương đương là nó thấp là được chứ không cần phải cái tụ chất lượng đặc biệt cao đấy hay là con tụ cho dập cho loa bát này cũng thế thì cái đối với con tụ này tôi cũng chỉ cần chọn một cái con tụ chất lượng vừa phải thôi đấy chứ không cần vì tín hiệu nó không đi qua đây mà tín hiệu đi vào loa bát nó không đi qua đây đấy đây nó chỉ lọc cái phần tần số cao thôi thì mình chỉ cần chọn cái con tụ là các tham số về điện tốt nhưng cái uh, gọi ta tạm gọi là cái, cái 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 chất âm thì nó không cần phải đặc biệt gì cả đấy Thế thì cái việc làm phân biệt các loại tụ như thế này, vẽ lại sơ đồ như thế này và đưa ra một cái bảng lựa chọn như thế này thì đảm bảo là một cái chi phí nó hợp lý cho khách hàng. Ví dụ ở trong trường hợp này tôi có gạch chân những cái con tụ mà tôi chọn đây. Ví dụ đây là những cái tụ mà mà mà, mà tôi chọn. Đây đưa ra phương án và chọn gạch chân đỏ đây thì tổng chi phí cho hai loa riêng tiền tụ nó là 4 triệu 330 ngàn. Đấy. Thì đối với những cái loa mà ở mức độ tiền vừa phải thì thì chúng ta sẽ dùng cái tụ vừa phải thôi nó cũng rất cải thiện nó cũng rất hay nhưng nó đỡ tốn chi phí thế còn đối với những loa đắt tiền thì tôi sẽ có nhiều cái phương án tụ đắt tiền hơn rất nhiều đấy để mà cho khách hàng lựa chọn thì quan điểm của tôi là đối với một cái người thợ một người kỹ sư mà mình làm nghề ấy, thì mình phải có rất là công khai và minh bạch về những cái chi phí về những cái linh kiện mà mình có thể thay thế cho khách nên như vậy là cho người khách cái cái cơ hội lựa chọn và bàn bạc cùng với khách là nên theo phương án nào để vừa tiết kiệm tiền vừa đem lại hiệu quả đấy nó cân đối với cả kinh phí của người khách có và cân đối với cả cái cái giá thành của đôi loa thì như thế thì thì mới là cái giải pháp hợp lý đấy. À, và đây là cái quá trình tháo các cái tụ ra khỏi bo mạch thì à để cho nó vững chắc cái bo mạch thì tôi kẹp cái bo mạch này vào một cái e tô đây là một cái ê kẹp vào cạnh cạnh bàn đây để cái bo mạch nó cứng sau đó thì tôi sẽ dùng mỏ hàn và một cái tu vít tôi đưa mỏ hàn vào phía sau bo mạch và cậy các cái chân tụ này ra vì các cái tụ này nó nó nối các cái tụ này nó được dán keo cứng xuống dưới dưới cái mạch in này cho nên tôi phải dùng cái mỏ hàn tôi xì để tôi cậy cậy các cái chân ra trước đấy đã cậy các cái chân ra, tụ ra cậy cậy các cái chân tụ này đấy cậy vào đây dí mỏ hàn ở đây đằng sau xong rồi cậy mạnh ra thì cái chân tụ nó nhỏ nó sẽ tuột ra đằng trước sau đó thì tôi sẽ dùng tu vít và kìm để bẩy các cái tụ này ra khỏi cái lớp keo nó dán vào bo mạch này để mà chúng ta xử lý vệ sinh lại và cần thiết thì có thể khoan dùng cái mũi khoan cực nhỏ để khoan rộng các cái lỗ này ra để mình dùng cái cái tụ đời mới bây giờ cái chân nó to hơn chẳng hạn thì mình có thể tra vào để mình hàn được dễ dàng đấy à, vâng và đây là hai bo mạch sau khi đã tháo tụ và làm vệ sinh các bạn nhìn thấy nó rất là thoáng à, những cái chỗ trống này chúng ta sẽ lắp tụ còn đây là kết quả của việc tháo tụ do các tụ này bị dán keo rất chặt xuống bo mạch cho nên là tôi phải uh, dùng kìm và tô vít để bẩy nó ra cho nên các cái tụ này nó sẽ bị méo mó đi rất nhiều tôi coi như hỏng vứt đi hết Đấy. Uh, không thương tiếc gì cái đám tụ cũ và già cỗi này cả chúng ta sẽ thay những cái tụ mới chất lượng hơn nhiều và đẹp về hình thức hơn rất nhiều vâng thưa các bạn sau khi đã lựa chọn tụ tôi đã thay thế các cái tụ vào trong hai bộ phân tần và các bạn nhìn đây bây giờ hai bộ phân tần nhìn nó khủ khoằm, nó khỏe mạnh như thế này với rất nhiều những cái con tụ kích thước to có thể nói là khổng lồ so với trước đây. Các bạn hình dung trước đây những cái con tụ ấy kích thước là chỉ bằng bằng ngón tay thôi, đấy bằng ngón tay như thế này. Thì bây giờ những cái con tụ này các bạn thấy cái tụ đầy mới và là không phải tụ hóa tụ polypropylene thì bao giờ kích thước cùng một điện dung kích thước nó cũng lớn hơn tụ hóa bởi vì là cái tụ hóa đặc điểm ấy là nó có thể tiết kiệm được cái diện tích và thể tích nhưng chất lượng không bằng loại polypropylene này ở đây các bạn nhìn thấy là tôi đã chọn những cái tụ của hãng gen Audio đây gen Audio Uh, tùy theo từng uh, vị trí mà tôi chọn uh, loại gen, gen audio nào nhưng mà gen, gen audio này đều là tụ sản xuất tại đan Mạch cho nên là chất lượng rất là tốt và có thể nói rằng là nói về phẩm chất ý, thì những cái tụ này nó tốt hơn quá nhiều so với cái tụ zin đi theo cái bộ phân tần của loa bW này và thưa các bạn đằng sau nó lại còn hai cái tụ to khổng lồ này nữa đây là hai cái tụ của Dayton Audio, Dayton Audio. Vì cái loại trị số lớn như thế này, gian gen audio không có cho nên tôi dùng Dayton, Dayton cũng là một cái hãng tụ khá tốt. Đấy, cũng là tụ polypropylene và cái trị số nó lớn cho nên các bạn nhìn thấy nó to như thế này. Đấy, nó to khổng lồ. Trong khi các cái tụ lúc trước của cái phân tần này nó chỉ bằng như thế này thôi, bằng ngón tay như thế này thôi thì bây giờ này, các bạn thấy tôi thay vào <laughs> thay vào đây là những con tụ nó to để vừa trong lòng bàn tay này luôn. Đấy đấy cả hai cái bộ phân tần đấy các bạn nhìn thấy không đấy nó to khủ hoảng như thế này và hai bộ phân tần này bây giờ về trọng lượng mà nói thì nó nặng hơn trước rất nhiều có thể nói là nó nặng gần như là gấp đôi hơn gấp đôi so với trước đây bởi vì là những cái con tụ nó to khổng lồ như thế này và tất nhiên là chất lượng âm thanh chưa cần lắp vào thì tôi cũng có thể nói ngay với các bạn là nó sẽ trong trẻo chi tiết và về độ động cũng như tốc độ đáp ứng nó tốt hơn cái cái phân tần đi theo máy, đi theo cái loa cũ rất nhiều. Rất nhiều. Đấy. Bởi vì tất cả những tụ polypropylene này thì tốc độ phóng nạp nó đều tốt hơn tụ hóa, điện trở nối tiếp tương đương nó cũng tốt và 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 về độ bền mà nói. Về độ bền mà nói thì hai cái bộ phân tần này của hai cái loa này có thể nói là có độ bền khoảng chừng 6 70 năm nữa mà 6 70 năm nữa thì chắc không ai dùng cái loa này nữa rồi. Tôi nghĩ bác chủ này thì chỉ dùng tầm 15 20 năm nữa là quá lắm rồi. Đấy, thì vì đây nó một cái đôi loa đã qua sử dụng. Đấy, thì tôi có lời khuyên và các bạn mà đang có những cái bộ loa mà second hand loa cũ ấy nhất là những loa nào mà tầm ta cứ xác định là tầm độ 15 20 năm đổ lên thì nên tiến hành việc thay tụ nó không phải là tốn quá nhiều tiền nhưng mà nó đem lại một cái hiệu quả âm thanh rất là tốt đặc biệt là những cái bác nào mà có điều kiện mà loa đắt tiền hoặc là có điều kiện ấy, thì thay những cái loại tụ này bằng những loại tụ phẩm cấp cao hơn thì âm thanh nó còn xuất sắc hơn nhiều lưu ý các bạn là tất cả những cái loại tụ tôi thay vào cái hai cái bo mạch phân tần này ấy, là so với cả tụ cũ trên mạch phân tần xịn thì đã là tốt hơn quá nhiều rồi Tuy nhiên nếu mà nói về cấp độ thì còn rất nhiều tụ nó còn tốt hơn như thế này nữa Nhưng mà xứng đáng để thay những loa đắt tiền hơn và chất lượng cao hơn Còn đối với BW dòng vừa vừa tầm dưới 30 triệu thì những cái tụ như thế này đã là quá xuất sắc à, Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này Và chúc các bạn luôn luôn có những cái giờ phút nghe nhạc thoải mái à, Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những video sau